Bị nghi ngờ lén lút hẹn hò với Quế Vân, Việt Anh chính thức lên tiếng. Việt Anh phân trần mối quan hệ giữa anh và Quế Vân, nam diễn viên khẳng định không có chuyện hẹn hò ở đây. Những ngày vừa qua, câu chuyện ồn ào giữa Quế Vân và Việt Anh được bàn tán rất nhiều trên mạng xã hội. Trước những ồn ào, mới đây trong đoạn clip chia sẻ livestream trên trang cá nhân, nam diễn viên Việt Anh đã lên tiếng đính chính về mối quan hệ giữa anh và Quế Vân và cũng như buổi hẹn tại một quán được cư dân mạng ghi lại. Nam diễn viên chia sẻ, chắc mọi người có sự nhầm lẫn gì, chứ anh không có gì khuất tất. Còn về phía vợ Việt Anh cười thoải mái hồi đáp, sao mọi người cứ hỏi chuyện gì vậy? Hôm qua ông xã mình đi chơi cá cược cả đêm không về, hay có làm gì khuất tức không anh nhỉ? Trước đó, hình ảnh Quế Vân đăng tải trên trang cá nhân đang gây tranh cãi. Theo đó, bức hình cô chụp từ phía sau, ngồi cùng với một người đàn ông được cho là diễn viên Việt Anh đang khiến nhiều người đặt câu hỏi, có phải người đàn ông bí mật đang hẹn hò cùng với Quế Vân chính là nam diễn viên người phán xử? Đằng sau hình ảnh đăng cùng Việt Anh, Quế Vân liên tiếp chia sẻ những trạng thái không vui, không những thế đau buồn vì yêu một người đang thực sự khiến người hâm mộ bán tính bán nghi. Hình ảnh Việt Anh lau nước mắt và an ủi cô gái, người hâm mộ cho rằng đó là Quế Vân. Sau đó, vợ Việt Anh cũng lên tiếng viết trạng thái đá xéo, nhưng không làm khó người hâm mộ vẫn đoán ra được cô đang nhắc đến Quế Vân. Trước đó, theo vợ Việt Anh chia sẻ trên trang cá nhân rằng, la liếm ai thì la liếm, chứ trừ mặt chồng em ra nhé, em chỉ muốn an phận làm mẹ bỉm sữa thôi, không muốn nổi sóng gì đâu chị ạ. Mặc dù không chỉ đích danh người đang nói đến đây là ai, nhưng đa số những người đều mặc nhiên cho rằng nhân vật mà Hương Trần nhắc đến chính là Quế Vân. Qua những sự việc diễn ra ồn ào của hai vợ chồng, vợ Việt Anh là người khá thẳng tính. Cô sẵn sàng lên tiếng cảnh cáo dằn mặt những người phụ nữ thả thính chồng của mình để bảo vệ hạnh phúc gia đình.